đã quay trở lại với channel của mình là em Kenny Minh. Thì ngày hôm nay mình sẽ đến với một tựa game mới, đó là Stranded Deep. Thì bây giờ mình sẽ tạo một cái thế giới mới, và khi bạn tạo thế giới mới thì nó sẽ rất là lag, cho nên mình sẽ đợi nó load xong hết rồi chúng ta sẽ bắt đầu chơi game nha. Ok, hiện tại là chúng ta đang bị bỏ hoang, lộn, bị đắm tàu. Ôi, đi vô bờ, chúng ta sẽ cần phải đi vào bờ là sinh tồn ở đây. Từ 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 từ. Để chúng ta thử vô bờ coi cái nào. Đó, sao chèo hoài không được. Đó, chúng ta sẽ chèo nhanh hơn. Ôi. Ôi. Rồi mình vừa mới tắt cái unicay. Đó, rồi bờ, chèo vô. Đó. Chèo vô sát bờ nào. Đấy. Đó. Rồi ok. Rồi rồi rồi, giờ chúng ta sẽ vứt lại cái cây này ở đây. Thế nào chúng ta cần á thì chúng ta sẽ lấy. Và bây giờ chúng ta đã đặt chân lên hòn đảo. Và chúng ta sẽ cùng nhau sinh tồn trên hòn đảo này. Thì bây giờ mình sẽ phải làm gì đây? Thì chúng ta sẽ bấm tab. Là chúng ta sẽ mở được cái rương đồ của chúng ta, và chúng ta sẽ được một con dao với 100% độ bền, và một cái bật lửa và một chai nước. Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ cầm con dao lên, bấm số 1, các bạn có thể bấm số 1 để cầm dao. Và đây chúng ta có cái stick nè. Thì bạn có thể nhặt thêm cục đá nữa, và các bạn có thể bấm C để grab, và mình sẽ cần phải làm được cây rìu này để làm gì? Để mình chặt gỗ. Còn cái này để xây dựng. Thì bây giờ chúng ta để bạn có thể chặt gỗ được á, thì bạn cần phải kiếm có sợi dây nữa. Đó, chém chém. Đó, chém những cái thứ mà bạn có thể chém bằng dao rồi nè, là bạn có thể là giống như đồ ăn, đồ uống rồi gì đó, bạn có thể chém bằng dao. Đó, ở đây bạn có cái cây này Sutka nè, bạn chém nó. Chém nó. Chém nó. Chém nó. Đó, nó sẽ rớt ra những cái cuộn dây cho bạn. Đấy. Thì bây giờ bạn chỉ việc grab thôi, grab cái gậy, bấm C lên xong bạn bấm grab rồi bạn để xuống, rồi bạn nhặt vô, nhớ nằm ở số 5, số 6, số 7, số 8. Đó. Nhưng mà sao ta? Sao mình có thể mình mới chặt cây được? Và chúng ta thử grab một cái búa này thì thiếu một cục đá nữa, hoặc là chúng ta có thể làm cái này, nhưng mà cái giống như kiểu chúng ta sẽ cần phải đập cục đá thì phải. Mình sẽ cần phải có một cái cục đá, hai cái cục đá nhỏ bạn à. Cần có hai cục đá nhỏ thì chúng ta mới lượm cái sticky, chúng ta cần có cái cục đá nhỏ thì chúng ta mới có thể làm được cái lưỡi, giống như làm cái lưỡi á. Mình thì chưa biết làm cái lưỡi như sao hết. Và chúng ta sẽ cần chặt nó thử coi. Đó. Bạn sử dụng cây rìu này, bạn chặt tụi nó. Chặt tụi nó là bạn nó sẽ có hai cái lưỡi, và mình sẽ grab cây này. Không biết cây này đã làm cái gì nữa. Hình như là để đi đâm cá bạn. Bây giờ mình sẽ đi ra ngoài biển, mình kiếm con gì mình đâm thử coi. Mày. Đó, có con cua, bạn thấy ghê không? Cây này hiệu quả không, đâm nè mày, lụm lụm rồi tiếp tục. Ôi đâu rồi, nó chui xuống hang rồi. Đây 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 đây, đây. Đâm cụ mày, thấy không, bạn thấy ghê không, sinh tồn ghê không. Ra đây mình đâm cá nữa coi, ra xe xe một tí đâm mấy con cá mày. Là chúng ta đã có đồ ăn rồi bạn, hình như là chúng ta cần phải làm một cái dàn giáo nữa. Thì bây giờ mình sẽ đâm 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 nó. Ồ, bây giờ chúng ta sẽ cần, nhưng mà mấy cái đồ này đều có độ bền hết nha bạn. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ cần phải làm gì? Chúng ta sẽ cần phải đi lượm mấy cái que. Tại vì hình như là nó chưa cho nó chưa. Ôi. Cái gì nhìn ghê. Nó chưa cho chúng ta chắc này được không? Không được. Thì chúng ta nếu muốn mấy cục đá nhỏ thì cứ đứng đây đập nè.
Đó là bạn sẽ có những cục đá nhỏ, bạn sử dụng cái rìu này để đập nha. Đó, còn bạn có muốn có đá lớn để làm á thì bạn nên lụm luôn nguyên cục đá, đá lớn để grab đồ ấy. Đó, giờ mình sẽ lụm mấy cái que để mình làm, mình như là phải làm một cái dàn giống kiểu cái dàn nướng. Và mình sẽ cần phải làm cái lửa lửa trại nữa để tối chúng ta còn đốt lửa. Bên kia có gì các bạn? Xe xe kia có gì không nhìn thấy. Rồi lửa trại ở đây. Ôi, ở đây cái ở đây cũng được. Thì bây giờ mình sẽ lấy cái quạt lửa ra, đốt lửa lên. Và chúng ta sẽ cần phải craft thêm cái này. Đó, cái này nè các bạn. Craft. Để trên này hình như là cái gì ấy. Mình không biết đúng nữa. Mình đoán thôi. Này để làm cái gì? Này để làm cái gì ta? Ôi. Này để làm cái gì trời? Nằm lên đây à. Mình không biết cái đó để làm cái gì luôn. Nói chung là bây giờ chúng ta sẽ thử. Ôi. Mấy con cua, mấy con cua, mấy con. Ủa mấy con. Mấy con cua, mấy con cá của mình đâu rồi? Ôi. Hình như đang nướng trong này thì phải không ta? Ồ, mấy con cua, mấy con cá mình đi đâu hết rồi bạn? Thì bây giờ chúng ta sẽ cần phải làm cái gì nữa? Cái con dao. Cái này là như cái bẫy, cái giường nè, mình sẽ cần phải làm cái giường các bạn. Sẽ cần có 4 sợi dây, chúng ta sẽ hình như cái giường là chúng ta có thể ngủ qua đêm được á. Bây giờ mình sẽ ưu tiên cái vấn đề làm cái giường trước. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi kiếm mấy cái cây thì có thể qua bên cái đảo bên kia hoặc là ở đây có không? Đây có nè. Chém. Không biết mấy cái cây này nó có kiểu nó mình lấy hết rồi nó có mọc lại không? Bây giờ chúng ta sẽ đi qua bên kia lấy thêm hai cuộn dây nữa, chúng ta còn thiếu hai cuộn dây nữa để làm cái giường. Mình sẽ làm cái giường để ngủ qua đêm. Cây gì? Đây cây này nè bạn. Lụm. Rồi, chúng ta quay về làm cái giường cái đã. Chạy nào, tốc độ nào. Chiu. Chiu. Tại vì trời sắp tối rồi bạn. Bây giờ chúng ta sẽ ưu tiên làm những cái thứ cần thiết trước. Rồi, chúng ta sẽ đặt cái giường chúng ta ở gần đây đi. Đó, các bạn có thể ngủ được không? Khi mà trời tối á, bạn ngủ phát nó thành trời sáng. Ngon. Cái này file bit là thì cái này đúng rồi, chúng ta chắc kiểu này là cái đồ cái đồ để nấu nướng gì nè. Mình sẽ đi đây. Mày lấy hết mày mấy con cua này là phải giết hết mày lấy mà sao mình nó ăn không được. Rồi chúng ta sẽ đi lượm thêm một cục đá nữa thì phải, hồi nãy nó kêu yêu cầu thêm một cục đá nữa phải có một. À, mình đứng gần rồi phải nâng cấp lên, update lên bạn, update từ từ lên. Ba cục lận, thiếu một cục nữa, phải đứng gần đó cục đá này lượm vô. Kiểu này giống kiểu update nhưng mà con này thì sao? Mình ôi. Đó, update lên tiếp tục. Update lên, cái này giống như cái chỗ để nấu nấu nước, nấu gì đó. Mình thử. À. Thử nướng cua lên ơi.
Campfire Crab. Ủa, cứ để nó nấu đi. Bây giờ hiện tại là 7 giờ ở lộn 5 giờ. Chúng ta thử, chúng ta đợi coi nó nấu con cua này thì sao đây. Khó hiểu rồi. Nó cua đỏ lè rồi không cho ăn. Cho tôi ăn đi. Cho tôi ăn đi. Khi nào mới cho tôi ăn đây? À, được rồi này các bạn. Làm sao để ăn? Ôi, mình ăn rồi hả? Đi ngủ thôi. Rồi, chúng ta ngủ qua đêm thôi. Chứ còn chờ đợi điều gì nữa? Trời đã sáng, bình minh, trải qua một ngày ở trên biển. Ủa mà sao mình vẫn chưa chặt cây được bạn? Mặc dù chúng ta đã có cái rìu. Đứng chặt thử coi. Ôi đừng có chặt, nó bể, đừng. Thì để mình thử cái này nữa. Cái này là cái búa xây dựng thôi, búa rap thôi. Chúng ta thử đi ra ngoài biển lấy một con, bắt một con cá về nướng ăn thử coi. Mấy cá này nhỏ quá không chơi được hả? Rồi có một em rồi nè, rồi đem về nướng, đem vô nướng ăn thử coi. Ngày hôm nay chúng ta chỉ test thử cái tính năng thôi đó, test thử cái tính năng. Nhưng mà nó này nó không có cái cây máu cây gì á, làm sao mình biết được là đợi mình đứng đây đợi coi nó nướng thôi coi. Ồ vậy thì cái nói chung là tập sau mình sẽ kiểu nghiên cứu những cái thứ đồ này dùng để làm gì để chúng ta chơi cho nó hay. Mình vừa mới ăn rồi các bạn. Cái này nó không có máu me gì, chả biết ở đâu. Ok thì thôi, ngày hôm nay chúng ta chỉ test game nhẹ nhẹ sơ sơ như thế này thôi. Thì nói chung là chúng ta đã biết được làm được cái giường nè, làm được cái chỗ nướng cá nè. Thì tập sau mình sẽ cố gắng xây nhà rồi đi săn bắt các thứ các kiểu. Thì nếu như bạn cảm thấy thích series này thì hãy like một like và comment ý kiến của bạn. Ngoài ra nếu như có gì hay ở trong series này mà mình chưa biết thì bạn nhớ chỉ mình ở dưới phần comment đó. Mình cảm ơn bạn rất là nhiều. Ok, còn bạn nào yêu mến mình thì hãy click đăng ký theo dõi channel cũng như là chia sẻ video để ủng hộ cho mình nha. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video kế tiếp. Bye bye.